bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa ấy lấy gì làm tướng mà khuyên chúng đại bồ tát phải siêng năng tu học phật dạy này thiện hiện bát nhã ba la mật đa ấy lấy hư không làm tướng bát nhã ba la mật đa ấy lấy vô trước làm tướng bát nhã ba la mật đa ấy lấy vô tướng làm tướng vì sao này thiện hiện? Vì ở trong tướng của Bát nhã Ba la mật đa sâu xa này, các tướng của các pháp đều chẳng thể nắm bắt được vì vô sở hữu. Khi ấy cụ Thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn có nhân duyên nào mà có thể nói diệu tướng của Bát nhã Ba la mật đa chăng? Các pháp cũng có tướng như thế chăng? phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như lời ông nói có nhân duyên có thể nói diệu tướng của bát nhã ba la mật đa các pháp cũng có diệu tướng như thế vì sao này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa ấy lấy tánh không làm tướng các pháp cũng lấy tánh không làm tướng bát nhã ba la mật đa ấy lấy viễn ly làm tướng các pháp cũng lấy viễn ly làm tướng này thiện hiện do nhân duyên này có thể nói thế này bát nhã ba la mật đa sâu xa có diệu tướng các pháp cũng có diệu tướng như thế vì tất cả pháp tự tánh đều là không lìa tất cả tướng cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch đức thế tôn nếu tất cả pháp tự tánh đều là không xa lìa các tướng thì tất cả pháp và cái không của tất cả pháp cũng là tất cả pháp lìa tất cả pháp thì tại sao hữu tình có thể bày ra có tạp nhiễm có thanh tịnh bạch thế tôn chẳng phải pháp tánh không có nhiễm có tịnh cũng chẳng phải xa lìa pháp có nhiễm có tịnh bạch thế tôn chẳng phải pháp tánh không có khả năng chứng quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng pháp viễn ly có khả năng chứng quả vị giác ngộ cao tột bạch thế tôn chẳng phải trong tánh không có pháp có thể chứng đắc cũng chẳng phải trong xa lìa có pháp có thể chứng đắc bạch thế tôn chẳng phải trong tánh không có đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải trong viễn ly có đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột bạch thế tôn làm sao cho con hiểu nghĩa thú sâu xa mà phật đã dạy bấy giờ phật dạy cụ thọ thiện hiện này thiện hiện theo ý ông thì sao hữu tình trải qua thời gian vô tận có tâm ngã và ngã sở chấp ngã và ngã sở chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn đúng vậy bạch thiện thệ đúng vậy hữu tình trong thời gian vô tận có tâm ngã và ngã sở chấp trước ngã và ngã sở phật dạy này thiện hiện theo ý ông thì sao cái tâm chấp ngã và ngã sở ấy xa lìa không chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn đúng vậy bạch thiện thệ đúng vậy cái tâm chấp ngã và ngã sở ấy đều xa lìa không Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đâu chẳng phải do hữu tình chấp ngã và ngã sở mà lưu truyền sanh tử. Thiện hiện đáp, bạch thế tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Các loại hữu tình do chấp ngã và ngã sở mà lưu truyền sanh tử, phật dạy này thiện hiện hữu tình lưu chuyển sanh tử như thế là do có tạp nhiễm vì vậy biết chắc rằng tạp nhiễm hiện hữu này thiện hiện nếu các hữu tình không có tâm chấp trước ngã và ngã sở thì không có tạp nhiễm nếu không có tạp nhiễm thì không có lưu chuyển sanh tử mà lưu chuyển sanh tử đã hiện thì do đó nên biết có pháp tạp nhiễm đã có pháp tạp nhiễm thì cũng có thanh tịnh vì vậy này thiện hiện nên biết hữu tình tuy tự tánh là không xa lìa các tướng nhưng có tạp nhiễm thanh tịnh hiện hữu hết quyển thứ ba trăm ba